Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Đang khi Jeroboam đứng gần bàn thờ đặng sông hương, kìa, có một người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa vâng mạng Đức Giê-hô-va mà đến Bê-tên. Người vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va quở trách bàn thờ mà nói rằng: hỡi bàn thờ, Đức Giê-hô-va phán như vậy: một đứa con trai sẽ sinh ra cho nhà Đa-vít, tên nó là Giô-si-a. Nó sẽ dâng trên mày những thầy tế lễ của các nơi cao, là người sông hương trên mày, và người ta sẽ thiêu trên mày hài cốt của người chết. Trong ngày đó, thầy tiên tri tỏ một dấu lạ rằng: này là dấu lạ mà Đức Giê-hô-va đã phán: bàn thờ sẽ nứt, tro trên bàn thờ sẽ đổ xuống đất. Khi vua Jeroboam nghe lời hăm dọa mà người của Đức Chúa Trời nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên, thì người giơ tay ra trên bàn thờ mà bảo rằng: hãy bắt nó đi. Nhưng cánh tay vua giơ ra đối cùng tiên tri bèn trở nên khô, không thể co lại vào mình được. Bàn thờ cũng nứt ra và tro ở trên đổ xuống, y như dấu lạ mà người của Đức Chúa Trời đã vâng mạng Đức Giê-hô-va tỏ ra. Bây giờ, vua cất tiếng nói với người của Đức Chúa Trời rằng: xin hãy nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và cầu nguyện cho ta, hầu cho tay ta được lại như cũ. Người của Đức Chúa Trời cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì tay vua bèn co vào được, trở lại y như trước. Vua bèn nói cùng người của Đức Chúa Trời rằng: ngươi hãy về cung với ta, đặng bổ sức lại, và ta sẽ dâng cho ngươi một lễ vật. Người của Đức Chúa Trời đáp lại cùng vua rằng: dẫu vua ban cho tôi phân nửa gia sản vua, tôi cũng chẳng vào cung với vua, hoặc ăn bánh hay là uống nước tại nơi này. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta như vậy rằng: ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước, chớ noi con đường ngươi đã đi mà trở về. Ấy vậy, ngươi đi đường khác, chẳng trở lại đường người đã bắt đi đến Bê-tên. Vả, có một tiên tri già ở tại Bê-tên. Một con trai người đến học lại cho người mọi điều người của Đức Chúa Trời đã làm tại Bê-tên trong ngày đó, và các lời người đã nói với vua. Người cha nghe lời thuật này thì hỏi con mình rằng: người ấy đi đường nào? Các con trai người chỉ con đường mà người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đã noi đi về. Người bèn nói cùng các con trai mình rằng: hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa, rồi người lên cởi, đi theo người của Đức Chúa Trời. Gặp người ngồi dưới gốc cây thông thì nói rằng: có phải ngươi là người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến chăng? Người đáp: ấy là tôi. Tiên tri già tiếp rằng: hãy đến nhà với ta đặng dùng bữa. Nhưng người đáp lại rằng: tôi chẳng thể trở về với ông, cũng chẳng thể vào nhà ông, hoặc ăn bánh hay là uống nước với ông tại nơi này cũng không đặng. Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi rằng: ngươi chớ ăn bánh, chớ uống nước tại nơi đó, và cũng đừng trở lại theo con đường ngươi đã bắt đặng đi đến. Người kia lại tiếp rằng: ta cũng là tiên tri như ngươi. Vả, một thiên sứ vâng lệnh Đức Giê-hô-va có phán với ta rằng: hãy dẫn nó vào nhà với ngươi, hầu cho nó ăn bánh và uống nước. Nhưng người tiên tri này nói dối người. Người của Đức Chúa Trời bèn trở lại với người ăn và uống tại nhà người. Khi hai người đang ngồi bàn, có lời của Đức Giê-hô-va phán với tiên tri đã đem người về. Người liền kêu la cùng người của Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi vì ngươi phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va, không giữ theo mạng lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho ngươi, nhưng đã trở lại ăn bánh uống nước tại nơi mà Đức Chúa Trời đã cấm không cho ăn bánh hay uống nước tại đó, thì xác chết ngươi sẽ chẳng được chôn trong mồ mả của tổ phụ ngươi. Khi đã ăn uống xong, tiên tri già bèn thắng lừa cho tiên tri mình đã dẫn về. Người liền đi. Dọc đường, người gặp một con sư tử và bị nó giết đi. Thấy người nằm sải trên đường, có con lừa đứng một bên, còn sư tử cũng đứng gần bên thây.
có người đi ngang qua thấy thây nằm sải trên đường và con sư tử đứng kề bên, thì đi đến trong thành của tiên tri già ở, thuật lại điều mình đã thấy. Khi tiên tri già là người đã khiến người của Đức Chúa Trời trở bước lại nghe điều ấy bèn nói rằng, ấy là người của Đức Chúa Trời đã phản nghịch lời của Đức Giê-hô-va. Bởi vậy cho nên Đức Giê-hô-va đã phó người cho sư tử phân xé và giết đi, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Đoạn, người biểu các con trai mình rằng hãy thắng lừa ta. Chúng bèn thắng lừa. Người đi, gặp xác chết nằm trên đường, con lừa và con sư tử ở hai bên. Con sư tử không ăn xác chết và không phân xé con lừa. Tiên tri già cất xác của người Đức Chúa Trời lên, chở trên con lừa, đem về vào trong thành mình, đặng than khóc và chôn người. Người chôn xác ấy trong mộ mình, rồi khóc người mà rằng, thương ôi, anh ôi. Sau khi chôn xác rồi, người nói với các con trai mình rằng, khi nào ta chết, các con hãy chôn ta vào mã đã chôn người của Đức Chúa Trời, để hài cốt ta ở bên hài cốt người. Vì các lời hăm dọa người vâng mạng Đức Giê-hô-va mà nói nghịch cùng bàn thờ tại Bê-tên và nghịch cùng các chùa miếu tại trên những nơi cao ở trong các thành Samari hẳn sẽ được ứng nghiệm. Sau việc ấy, Jeroboam không trở lại con đường ác mình, nhưng người lại lập cho các nơi cao những thầy tế lễ chọn trong đám dân sự. Phàm ai tình nguyện thì được người biệt riêng ra làm thầy tế lễ tại các nơi cao. Nhưng vì cớ ấy, nhà Jeroboam phạm tội, đến đổi bị diệt khỏi mặt đất. Chương 14. Trong lúc đó, Abia, con trai của Jeroboam đau. Jeroboam nói với vợ mình rằng, ta xin ngươi hãy trỗi dậy, giả dạng khác đi, cho người ta không biết người là vợ ta. Ngươi hãy đi đến Silo, tại đó có tiên tri Ahia, là đấng đã nói trước về ta rằng, ta sẽ làm vua của dân sự này. Ngươi phải lấy đem theo 10 ổ bánh, những bánh ngọt và một bình mật ong. Rồi hãy đi đến người, người sẽ nói cho ngươi điều phải xảy đến cho con trẻ. Vợ Jeroboam làm theo vậy, đứng dậy đi đến Silo và tới nhà Ahia. Vả Ahia không thấy được, bởi vì tuổi già làm cho mắt người mù lòa. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với người rằng, kìa, vợ của Jeroboam đến cầu hỏi ngươi về con trai nó đang đau. Ngươi sẽ đáp lời cùng nó thế này thế này. Khi đến, nàng sẽ giả dạng làm một người khác. Khi nàng bước qua ngạch cửa cái, Ahia nghe tiếng bước người thì nói rằng, hỡi vợ vua Jeroboam, hãy vào. Cớ sao ngươi giả làm người khác? Ta chịu sai báo cho ngươi một tin dữ. Hãy đi tâu với Jeroboam. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta đã cất ngươi lên từ giữa dân sự, lập ngươi làm vua trên dân Israel ta. Ta đã đoạt lấy nước khỏi nhà David mà trao cho ngươi. Nhưng ngươi không bắt chước David kẻ tôi tớ ta, là người gìn giữ các điều răn ta, hết lòng theo ta, chỉ làm điều thiện tại trước mặt ta. Ngươi đã làm điều ác hơn các kẻ tiên bối ngươi, đi lập cho mình những thần khác và hình tượng đúc, đặng chọc giận ta và đã chối bỏ ta. Bởi cớ đó, ta sẽ giáng tai họa trên nhà Jeroboam, các nam đinh của nó, bất luận kẻ nô lệ hay là người tự do, ta sẽ diệt hết khỏi trong Israel và quét sạch nhà nó như người ta quét phân cho đến chẳng còn sót chi hết. Phàm người của nhà Jeroboam chết tại trong thành đều sẽ bị chó ăn nuốt, còn người nào chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời cắn rỉa ăn đi, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Thế thì hãy đứng dậy trở về nhà ngươi. Vừa khi ngươi đặt chân vào thành thì con ngươi sẽ chết. Cả Israel sẽ than khóc và chôn nó. Trong nhà Jeroboam chỉ một mình nó sẽ được chôn nơi mồ mả, vì trong gia quyến Jeroboam chỉ thấy nơi nó có chuốc lòng tốt đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên một vua trên Israel, người sẽ diệt hết nhà Jeroboam. Mà sao? Việc đã xảy đến rồi. Đức Giê-hô-va sẽ hành hại Israel
như một cây sậy bị nước đưa đi, trút Israel khỏi xứ tốt đẹp này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ và làm tán lạc họ phía bên kia sông Cái, bởi vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội Jeroboam đã phạm, tức tội khiến cho dân Israel can phạm, nên Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel vào tay thù nghịch. Vợ của Jeroboam đứng dậy đi và đến tiệc xa. Nàng vừa đặt chân trên ngạch cửa nhà thì đứa trẻ đã chết. Người ta chôn nó và cả Israel đều than khóc nó theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng tôi tớ Ngài là Ahija đấng tiên tri mà phán. Mọi công việc khác của Jeroboam làm, tức là sự tranh chiến và cuộc trị vì của người, đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Jeroboam trị vì 22 năm. Đoạn người an giấc cùng các tổ phụ mình và Nadab, con trai người, kế vị người. Roboam, con trai của Salomon cai trị Juda. Khi lên ngôi, người đã được 41 tuổi. Người trị vì 17 năm tại Jerusalem là thành Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh ngài ngự tại đó. Mẹ người tên là Naama, người Ammon. Dân Juda làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội phạm, chúng nó chọc cho Đức Giê-hô-va phân bì hơn là các tổ phụ mình đã làm. Vì những người Juda cũng xây cất cho mình những nơi cao, trụ thờ và tượng ác tạc tê tại trên các gò nổng cao và dưới những cây rậm. Cũng có những bợm vĩ gian ở trong xứ. Chúng bắt chước làm theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Năm thứ năm đời Roboam trị vì, Shishak vua Ai Cập đi lên đánh Jerusalem, lấy các châu báu của đền Đức Giê-hô-va và của cung vua. Người cũng đoạt lấy hết thảy những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam bèn truyền làm những khiên bằng đồng đặng thế cho các khiên ấy, giao cho các quan làm đầu thị vệ canh cửa cung vua. Hễ vua đi vào đền Đức Giê-hô-va, có những thị vệ cầm các khiên ấy. Đoạn họ đem cất nó lại trong phòng thị vệ. Các công việc khác của Roboam và mọi việc người đã làm đều chép trong sách sử ký của các vua Juda. Vả, Roboam và Jeroboam đánh giặc nhau luôn luôn. Roboam an giấc với tổ phụ người và được chôn với họ tại trong thành David. Mẹ người tên là Naama, người Ammon. Abiyam, con trai người, kế vị người. Chương 23. Đoạn cả hội đồng đứng dậy, điệu ngài đến trước mặt Phi-lát. Họ bèn khởi cáo ngài rằng: chúng tôi đã thấy người này xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar và xưng mình là đấng Christ là vua. Phi-lát gạn ngài rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-su đáp rằng: thật như lời. Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng: người này xui dục dân sự, truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi đến đây. Khi Phi-lát nghe điều đó thì hỏi nếu người này thật là dân Ga-li-lê chăng. Biết ngài thuộc quyền cai trị của vua Herod, bèn giải đến cho vua Herod. Vua ấy ở tại thành Jerusalem trong mấy ngày đó. Vua Herod thấy Đức Chúa Giê-su thì mừng lắm, vì lâu nay vua muốn gặp ngài, nhưng đã nghe nói về chuyện ngài và mong xem ngài làm phép lạ. Vậy vua hỏi ngài nhiều câu, song ngài không trả lời gì hết. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó cáo ngài dữ lắm. Bây giờ vua Herod và quân lính hầu vua đều đãi ngài cách khinh dễ và nhạo báng ngài. Đoạn họ mặc áo hoa hòe cho ngài, rồi giao ngài về cho Phi-lát. Trước kia Phi-lát với vua Herod thù hiềm nhau, nhưng nội ngày ấy trở nên bạn hữu. Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại mà nói rằng: các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xui dân làm loạn. Nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo. Vua Herod cũng vậy, vì đã giao người về cho ta. Vậy người này đã không làm điều gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi.
chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng: Hãy giết người này đi mà tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Vả tên này bị tù vì giấy loạn trong thành và vì tội giết người. Phi-lát có ý muốn tha Đức Chúa Giê-xu nên lại nói cùng dân chúng nữa. Song chúng kêu lên rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự đi, đóng đinh nó trên cây thập tự đi. Phi-lát lại nói đến lần thứ ba rằng: Vậy người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy đánh đòn xong ta sẽ tha. Nhưng chúng cố nài kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh ngài trên cây thập tự. Tiếng kêu của họ được thắng. Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin, bèn tha tên tù vì tội giấy loạn và giết người là người chúng đã xin tha, rồi phó Đức Chúa Giê-xu cho mặc ý họ. Khi chúng điều Đức Chúa Giê-xu đi, bắt một người xứ Siren tên là Simon từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giê-xu, và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu xoay mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Bây giờ người ta sẽ nói với núi rằng hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao? Chúng cũng đem hai người đi nữa là kẻ trộm cướp để giết cùng với ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu ngài, một tên bên tả. Xong Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: Lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm, chia nhau áo sống của ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là đấng Christ, đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng giỡn cợt ngài, lại gần đưa giấm cho ngài uống mà rằng: Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi. Phía trên đầu ngài có đề rằng: Người này là vua dân Giu-đa. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng: Ngươi không phải là đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Giê-xu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Khi đó ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Giê-xu bèn kêu lớn rằng: Hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người này là công bình. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy đấm ngực mà trở về. Song những kẻ quen biết Đức Chúa Giê-xu và các người đàn bà theo ngài từ xứ Ga-li-lê đều đứng đằng xa mà ngó. Có một người tên là Giô-sép, làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở Arimathê là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Khi đã đem xác ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bây giờ là ngày sắm sửa, vì ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Ga-li-lê đến với Đức Chúa Giê-xu, theo Giô-sép, xem mã và cũng xem xác ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ.
ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Đương khi không biết nghĩ làm sao, sảy có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đứng thất kinh úp mặt xuống đất thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Ấy là Mary Madeleine, Giannơ và Mary mẹ của Gia-cơ cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất. Đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 ectader. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ, nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết ngài được. Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự? Chúng tôi trông mong ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thế ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng họ đến mồ, không thấy xác ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến nói ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn ngài thì không thấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép ngài dừng lại mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết ngài. Song ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết ngài lúc bẻ bánh ra là thế nào. Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời tưởng thấy thần. Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? Hãy xem tay chân ta, thật chính ta, hãy rờ đến ta và hãy xem. Thần thì không có thịt xương mà các ngươi thấy ta có. Đường phán vậy, ngài giơ tay và chân ra cho xem. Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng
nên chưa tin chắc và lấy làm lạ thì Ngài phán rằng: ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Đoạn Ngài phán rằng: ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh. Ngài phán: có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn giường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó. Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho họ. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Môn đồ thờ lại Ngài rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời. Thi Thiên 109. Hỡi Đức Chúa Trời mà tôi ngợi khen, xin chớ nín lặng, vì miệng kẻ ác và miệng kẻ gian lận hả ra nghịch tôi. Chúng nó nói nghịch tôi bằng lưỡi láo xược, vây phủ tôi bằng lời ghen ghét và tranh đấu với tôi vô cớ. Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi, nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện. Chúng nó lấy giữ trả lành, lấy ghét báo thương. Hãy đặt một kẻ ác cai trị nó, cho kẻ cừu địch đứng bên hữu nó. Khi nó bị đoán xét, nguyện nó ra kẻ có tội, và lời cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi. Nguyện số các ngày nó ra ít, nguyện kẻ khác chiếm lấy chức phận nó đi. Nguyện con cái nó phải mồ côi và vợ nó bị góa bụa. Nguyện con cái nó hoang đàng và ăn mày, phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng nó. Nguyện chủ nợ tận thủ mọi vật nó có, kẻ ngoại cướp lấy huê lợi về công lao nó. Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó, không ai có lòng thương xót con mồ côi nó. Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi, tên chúng nó bị xóa mất trong đời kế sau. Nguyện sự gian ác tổ phụ nó bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Nguyện tội lỗi mẹ nó không hề bôi bỏ được. Nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, để Ngài cất kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Bởi vì người không nhớ làm ơn, song bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn, và kẻ có lòng đau thương đặng giết đi. Nó ưa sự rủa sả, sự rủa sả bèn lâm vào nó, cũng không thích chút phước, phước bèn cách xa nó. Nó cũng mặc mình bằng sự rủa sả, khác nào bằng cái áo. Sự rủa sả chuông thấm vào thân nó như nước, vô xương cốt như dầu. Nguyện sự rủa sả vì nó làm như cái áo để đắp mình, như cái đai để thắt lưng luôn luôn. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ cừu địch tôi và cho những kẻ nói hành linh hồn tôi. Nhưng hỡi Chúa Giê-hô-va, nhân danh Chúa xin hãy hậu đãi tôi. Vì sự nhân từ Chúa là tốt, xin hãy giải cứu tôi. Vì tôi khốn cùng thiếu thốn, lòng tôi bị đau thương trong mình tôi. Tôi qua đời như bóng ngã dài, bị đuổi đây đuổi đó khác nào cào cào. Gối tôi run yếu vì kiêng ăn, thịt tôi ra ốm không còn mập nữa. Tôi cũng thành sự sỉ nhục cho chúng nó. Hễ chúng nó thấy tôi bèn lắc đầu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin giúp đỡ tôi, cứu tôi theo sự nhân từ Chúa, hầu cho người ta biết rằng ấy đây là tay Chúa, chính Ngài, Đức Giê-hô-va ơi, đã làm điều đó. Chúng nó thì rủa sả, nhưng Chúa lại ban phước. Khi chúng nó dấy lên, ắt sẽ bị hổ thẹn. Còn kẻ tôi tới Chúa sẽ được vui vẻ. Nguyện kẻ cừu địch tôi phải mặc mình bằng sự sỉ nhục, bao phủ mình bằng sự hổ thẹn nó, khác nào bằng cái áo. Bây giờ miệng tôi sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va, ngợi khen Ngài ở giữa đoàn đông. Vì Ngài đứng bên hữu người thiếu thốn, đặng giải cứu người khỏi kẻ đoán xét linh hồn người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài.
xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.